Xin chào anh em, chào mừng anh em đến với mục soi kèo bóng đá hôm nay. Soi kèo Celtic với Real Madrid 2 giờ ngày 7 tháng 9 năm 2022, UEFA Champions League 2022-23. Cuối tuần vừa qua, Celtic đã xuất sắc hủy diệt Rangers 4 bàn không gỡ trong trận derby kinh điển của thành phố Glasgow. Thắng lợi giòn giã trước đại kình địch không chỉ đánh dấu chuỗi 8 trận thắng liên tiếp, mà còn mang đến sự tự tin rất lớn cho Celtic khi họ chuẩn bị có màn tái xuất tại Champions League sau 4 năm vắng bóng. Thế nhưng bất chấp màn chạy đà ấn tượng, e rằng thầy trò huấn luyện viên Ange Postecoglou khó tránh khỏi thất bại ngay tại tổ ấm Celtic Park trong ngày ra quân. Sở dĩ nói vậy là bởi Celtic sẽ phải đối đầu Real Madrid, nhà đương kim vô địch và cũng là đội bóng vĩ đại nhất trong lịch sử giải đấu. Trước chuyến hành quân tới Scotland, Real Madrid đã kịp lên dây cót tinh thần bằng chiến thắng 2-1 trước Real Betis. 3 điểm giành được không chỉ giúp Los Blancos vươn lên độc chiếm ngôi đầu bảng La Liga, mà còn nối dài chuỗi trận toàn thắng của họ lên con số 6. Trong 6 trận này, Karim Benzema cùng các đồng đội đều ghi ít nhất 2 bàn thắng và có đến 4 lần đè bẹp đối thủ với cách biệt tối thiểu 2 bàn. Với đẳng cấp vượt trội cùng phong độ ổn định, có lẽ kèn trắng sẽ chẳng mấy khó khăn để gieo sầu cho Celtic ngay trên đất khách. Với kèo châu Á Real Madrid chấp 0.75, anh em nên cân nhắc kèo trên. Chốt kèo châu Á Real Madrid chấp 0.75 full time. Trong 11 năm trở lại đây, Celtic đã giành tới 10 chức vô địch quốc nội. Đây chính là minh chứng hùng hồn nhất cho sự thống trị của Celtic tại Scotland. Tuy nhiên khi ra đến sân chơi châu lục, đội bóng áo sọc xanh trắng chẳng khác nào gã học việc. 3 lần gần nhất góp mặt ở vòng bảng Champions League đã chứng kiến Celtic đều bị loại, trong đó có 2 lần họ xếp đội sổ. Rõ ràng, Celtic quá nhỏ bé khi đặt cạnh đội bóng giàu thành tích nhất trong lịch sử giải đấu là Real Madrid. Vì vậy, sẽ chẳng ngạc nhiên nếu Celtic trắng tay hay thậm chí phải hứng chịu trận thua đậm trước gã khổng lồ của Tây Ban Nha. Với kèo châu Âu, anh em nên cân nhắc đội khách. Chốt kèo châu Âu, Real Madrid thắng. Với tâm thế của nhà đương kim vô địch, Real Madrid đương nhiên sẽ hướng đến một thế trận tấn công chủ động. Ở chiều ngược lại, dù ý thức rõ sức mạnh của kèn trắng nhưng một tín đồ của trường phái tấn công như Celtic có lẽ sẽ không đi ngược lại triết lý của mình. Với lối thi đấu phóng khoáng của Celtic cùng việc Real Madrid đã không thể giữ sạch lưới ở 4 trận gần nhất, nhà đầu tư hoàn toàn có thể yên tâm về một trận cầu phóng khoáng. Tuy nhiên, trước một đối thủ mạnh, khả năng cao Celtic sẽ chơi biết mình biết người. Ở kèo tài xỉu 3.0, anh em nên cân nhắc cửa xỉu. Chốt kèo tài xỉu 3.0 chọn xỉu full time. Chốt kèo. Kèo châu Á, Real Madrid chấp 0.75 full time. Kèo châu Âu, Real Madrid thắng. Kèo tài xỉu 3.0 chọn xỉu full time. Dự đoán tỷ số Celtic 0 Real Madrid 2. Chúc các anh em may mắn. Like và subscribe để ủng hộ kênh, cũng như xem những video soi kèo bóng đá mới nhất nhé.